để các sản phẩm mà doanh nghiệp đã và đang và tiếp tục sẽ đưa đến cho cộng đồng trong thời gian tới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của từng sản phẩm một để chúng ta biết được rằng doanh nghiệp Lân Sinh chúng tôi đang cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng như thế nào, anh chị nhé. Đầu tiên đó chính là sữa hạt thực dưỡng Life Strong mang thương hiệu Lâm Sinh, và đây cũng chính là đứa con đẻ đầu tiên của doanh nghiệp, anh chị ạ. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 vừa qua, chính thức Sở Y tế Hà Nội và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cấp cho giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm này. Và đây chính là hai cơ quan là chính thức xác nhận dòng sản phẩm này được phép có mặt trên thị trường, và doanh nghiệp Lâm Sinh là trực tiếp độc quyền phân phối sản phẩm cho tất cả cộng đồng, anh chị nhé. Và đây là hình ảnh vào những ngày đầu tiên của tháng 5, doanh nghiệp Lâm Sinh cùng với ban lãnh đạo đã đến thăm trực tiếp nhà máy nơi sản xuất ra dòng sản phẩm sữa hạt vừa rồi, và trực tiếp được gặp gỡ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Thơm, người mà bây giờ hiện tại vẫn đang có những buổi thỉnh giảng ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Và chính thầy cũng là người đưa ra cái công thức công nghệ sinh học độc quyền để đưa ra các sản phẩm sữa hạt tuyệt vời như vừa rồi chúng ta cũng đang được sử dụng, anh chị nhé. Rồi, và sản phẩm sữa hạt thực dưỡng Life Strong của doanh nghiệp thì gồm có các thành phần như sau: yến mạch, hạt sa chi, óc chó, maca, bí đỏ, đậu Hà Lan, gạo lứt nảy mầm, hạt lạc, hạt điều, tinh dầu cọ, đường không năng lượng và rất nhiều các loại hạt mầm khác nữa. Bởi vì ở trong sản phẩm này có đến hơn 26 loại hạt mầm khác nhau. Thành phần dinh dưỡng thì cũng cung cấp được năng lượng, protein, omega 3, omega 6, carbon hydrate và các chất xơ hỏa tan. Đặc biệt là sản phẩm hiện tại còn có một cái thành phần đó là men vi sinh làm tốt cho đường tiêu hóa của tất cả những người sử dụng sản phẩm này, anh chị ạ. Vậy thì công dụng của sản phẩm đơn giản đó là sữa từ các loại hạt thì giúp cho cơ thể chúng ta được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cần thiết, tăng cường được hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe toàn diện. Và đây nó giống như một bữa ăn thực dưỡng để thay thế cho những bữa ăn mà chúng ta chưa cung cấp được đầy đủ năng lượng cũng như protein, và quan trọng hơn thì vẫn đầy đủ được hàm lượng vitamin và khoáng chất cho cơ thể chúng ta. Đây có lẽ là một điều rất tuyệt vời mà nhà khoa học cũng như là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Thơm đã đưa vào sản phẩm để giúp cho chúng ta có một một công cụ cũng như một giải pháp để giúp cho cơ thể ta được đầy đủ dưỡng chất, anh chị nhé. Và nếu như trong cơ thể của chúng ta mà khỏe mạnh, bổ sung dưỡng chất đầy đủ thì chắc chắn một điều là sức đề kháng cũng sẽ tăng, hệ miễn dịch cũng sẽ được cải thiện, và kể cả hệ tiêu hóa chúng ta cũng được tăng lên, thì tất cả mọi bệnh tật sẽ được đẩy lùi, hay là những cái vấn đề về virus chúng ta sẽ được cải thiện đi rất là nhiều. Ngoài ra nếu như chúng ta sử dụng thường xuyên các loại sữa hạt như thế này thì sẽ giúp chúng ta được giảm đi các gốc tự do, làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của làn da, và quan trọng hơn nữa giúp cho các cái chức năng thải độc của gan được cải thiện đi rất là nhiều, anh chị nhé. Và chính vì sản phẩm lại rất dễ sử dụng như vậy cho nên là trẻ từ 3 tuổi trở lên cũng có thể dùng được. Với những người có vấn đề về huyết áp, tim mạch, tiểu đường thì đang ở chế độ ăn kiêng, chúng ta hãy sử dụng sản phẩm này như một công cụ, như một giải pháp để giúp chúng ta vẫn được bồi bổ đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể mà chúng ta sẽ không bị mệt do quá trình ăn kiêng, là do quá trình chúng ta đang phải sử dụng cái pháp đồ điều trị của bác sĩ. Và tất cả những người mà chúng ta đang chơi thể thao, đang chơi những môn thể thao khỏe mạnh, chúng ta cũng cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể, anh chị nhé. Ngoài ra chính các bác, các ông, các bà lại là những người đang cần phải là bổ sung dinh dưỡng, nhưng là qua đường uống và không phải là là ăn quá nhiều mà chúng ta phải mất thời gian co bóp của dạ dày. Các bác, các bà, các mẹ hãy là người sử dụng sản phẩm này theo đặng nhiều hơn để chúng ta cải thiện được sắc tố của làn da, anh chị nhé. Nói đến đây thì có lẽ rất nhiều anh chị cho rằng là sản phẩm sữa hạt thực dưỡng Life Strong của doanh nghiệp đang là một thực phẩm chức năng nào đó. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh lại với toàn thể cộng đồng anh chị đang có mặt ở trong Zoom 137 thành viên này, anh chị hãy lưu ý sản phẩm này là sữa từ các loại hạt, không phải là thực phẩm chức năng, anh chị nhé. Vâng, và nếu như 173 thành viên anh chị đang có mặt ở trong Zoom, những anh chị nào đã sử dụng sản phẩm rồi, hãy cùng đưa lên cái cảm nhận của chính bản thân mình là các chị thấy sữa hạt thực dưỡng Life Strong của doanh nghiệp là ngon hay như thế nào, là tốt hay không, đúng không ạ, uống có dễ uống hay không, mùi vị có thơm hay không. Các anh chị có thể nhắn tin vào phần chat để chia sẻ cảm nhận của chính bản thân mình cho chính người bạn, người thân của mình đang có mặt trong Zoom cùng với anh chị, để họ được biết trải nghiệm của anh chị về sản phẩm này là như thế nào, anh chị nhé. Và tôi tin chắc tất cả các anh chị đã nhắn tin vào phần chat này sữa thơm ngon, dễ uống, vị ngọt nhẹ, thì đây chính là cảm nhận rất là chân thực của tất cả các anh chị.
đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả anh chị đã nhắn tin vào phần chat, rất là tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng với sự cảm nhận mà chân thực nhất như thế này, anh chị sẽ là những người chia sẻ, là những người lan tỏa, đúng không ạ? Và là những người kể câu chuyện về sữa hạt này nhiều hơn nữa cho cộng đồng chúng ta được biết đến dòng sản phẩm tuyệt vời này, anh chị nhé. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả các anh chị, 179 thành viên rồi, rất là tuyệt vời. À, cũng phải cảm ơn bộ phận ekip Zoom